Chào các bạn đến với kênh của Chan Chan Cơ Dâu Xê. Video hôm nay, mình hướng dẫn các bạn móc cây thông mini như thế này nhé. Trước khi vào xem video hướng dẫn chi tiết, các bạn nhớ dành chút thời gian, like video và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video mới hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nguyên liệu móc gồm: kim móc 3mm, 5 màu len khác nhau, mình dùng len Miyako tông 50g nhé. Đầu tiên, các bạn dùng len màu trắng để móc tầng thứ nhất, tạo một vòng tròn ma thuật. Móc vào vòng tròn ma thuật 12 mũi nửa kép, còn gọi là 12 mũi T. Móc xong 12 mũi nửa kép, các bạn kéo khít vòng tròn lại. Móc len hàng thứ hai, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Móc tiếp vào chân móc đầu tiên, một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai, móc vào hai mũi nửa kép trung chân, còn gọi là mũi TV. Ở hàng thứ hai này, các bạn móc theo công thức một mũi T, một mũi TV, móc lặp lại tổng 6 lần. Móc xong hàng thứ hai, móc lên hàng thứ ba, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Móc tiếp vào chân móc đầu tiên, một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai, một mũi nửa kép. Ở hàng thứ ba này, các bạn móc vào mũi chân móc một mũi nửa kép, tổng 18 mũi nửa kép. Móc xong hàng thứ ba, móc lên hàng thứ tư, móc vào chân móc đầu tiên một mũi rời và lên một bính. Móc tiếp vào chân móc đầu tiên, một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai, móc vào hai mũi nửa kép trung chân. Chân móc thứ ba, móc một mũi nửa kép. Ở hàng thứ tư này, các bạn móc theo công thức, một mũi nửa kép, hai mũi nửa kép trung chân, móc tiếp một mũi nửa kép, móc lặp lại công thức tổng 6 lần. Móc xong hàng thứ tư, móc lên hàng thứ năm, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Ở hàng thứ năm này, các bạn móc vào mỗi chân móc một mũi nửa kép, tổng 24 mũi nửa kép. Móc xong hàng thứ 5, móc lên hàng thứ 6, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Móc tiếp vào chân móc đầu tiên, một mũi rời. Chân móc thứ 2, móc 3 mũi nửa kép trung chân. 1 2 3 Chân móc kế tiếp, móc một mũi rời. Ở hàng thứ 6 này, các bạn móc theo công thức một mũi rời, 3 mũi nửa kép trung chân, một mũi rời, móc lặp lại công thức tổng 8 lần. Móc xong hàng thứ 6, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và cắt len.
Các bạn lấy len vào phía trong và may dấu len thừa lại nhé. Vậy là làm xong tầng thứ nhất rồi nhé. Mình dùng màu vàng nhạt để móc tầng thứ hai. Công thức móc chi tiết mình để trên màn hình nhé. Dùng màu xanh để móc tầng thứ ba. Công thức mình để trên màn hình. Tiếp theo, dùng len màu nâu để móc phần tai trang trí. Tạo một vòng tròn ma thuật. Móc vào vòng tròn ma thuật 4 mũi móc đơn, còn gọi là 4 mũi X. Móc xong, các bạn kéo khít vòng tròn lại. Móc len hàng thứ hai, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Móc tiếp vào chân móc đầu tiên, một mũi. Chân móc thứ hai, móc hai mũi x trung chân, còn gọi là mũi V. Ở hàng thứ hai này, các bạn móc 1x 1v, lặp lại tổng 2 lần. Móc lên hàng thứ ba, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Hai chân móc đầu tiên, móc vào mỗi chân móc một mũi. Chân móc thứ ba, móc một mũi V. Ở hàng này, các bạn móc 2 mũi X, 1 mũi V, lặp lại tổng 2 lần. Móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và cắt len. Các bạn nhớ trở lại một đoạn len để khâu ráp. Tiếp theo, các bạn lặn ngược len vào, lấy mặt trong ra bên ngoài. Vậy là làm xong một bên tai rồi. Các bạn làm tổng hai tai giống nhau nhé. Tiếp theo, dùng màu nâu đậm để móc phần sừng. Tạo một vòng tròn ma thuật. Móc vào vòng tròn ma thuật 5 mũi X. Móc xong, các bạn kéo khít vòng tròn lại. Móc lên hàng thứ hai, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Từ hàng thứ hai đến hàng thứ ba, tức là hai hàng tiếp theo, các bạn móc vào mỗi hàng 5 mũi X. Móc xong hàng thứ ba, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và cắt len. Các bạn lấy len thừa vào phía trong và giấu len thừa lại nhé. Vậy là làm xong phần sừng to rồi, tiếp theo móc phần sừng nhỏ. Tạo một vòng tròn ma thuật. Móc vào vòng tròn 4 mũi X. Móc xong, kéo khít vòng tròn lại. Móc lên hàng thứ hai, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Ở hàng thứ hai này, các bạn móc vào mỗi chân móc một mũi, tổng 4 mũi.
Móc xong hàng thứ hai, móc vào chân móc đầu tiên một mũi rời. Tiếp theo, các bạn nối với phần sừng lớn. Móc vào chân móc đầu tiên của phần sừng lớn, một mũi rời. Móc lên một bính. Móc vào mỗi chân móc vào phần sừng lớn, một mũi X, tổng 5 mũi X. 1 2 3 4 5 Tiếp theo, các bạn móc sang phần sừng nhỏ, móc vào mỗi chân móc, một mũi. 1 2 3 4 Móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và cắt len. Các bạn giấu len thừa vào phía trong nhé. Vậy là làm xong một bên sừng rồi. Các bạn làm tổng hai phần sừng giống nhau. Tiếp theo, móc phần thân cây. Tạo một vòng tròn ma thuật. Móc vào vòng tròn ma thuật 6 mũi. Móc xong, kéo khít vòng tròn lại. Móc lên hàng thứ hai, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Móc tiếp vào chân móc đầu tiên, một mũi V. Ở hàng thứ hai này, các bạn móc vào mỗi chân móc, một mũi V, tổng 6 mũi V. Móc xong hàng thứ hai, móc lên hàng thứ ba, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Móc tiếp vào chân móc đầu tiên, một mũi. Chân móc thứ hai, một mũi V. Ở hàng thứ ba này, các bạn móc theo công thức, một mũi X, một mũi V, móc lặp lại tổng 6 lần. Móc xong hàng thứ ba, móc lên hàng thứ tư, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Ở hàng thứ tư này, các bạn móc vào các chân móc BLO. Chân móc BLO là móc vào một cạnh phía trong của mũi móc như thế này. Các bạn móc vào mỗi chân móc BLO một mũi, tổng 18 mũi. Móc xong hàng thứ tư, móc lên hàng thứ năm, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và lên một bính. Từ hàng thứ năm đến hàng thứ 13, tức là 9 hàng tiếp theo, các bạn móc vào mỗi hàng 18 mũi. Móc xong hàng thứ 13, móc vào chân móc đầu tiên, một mũi rời và cắt len. Tiếp theo, các bạn nhồi bông vào nhé. Vậy là làm xong phần thân cây rồi.
Bây giờ chúng ta bắt đầu ghép các bộ phận lại với nhau nhé. Đầu tiên, ráp phần tai trước. Các bạn gấp đôi phần lá tầng 1, may phần tai vào giữa, nằm ở hàng thứ 3, tính từ trên xuống. Vậy là làm xong cây thông Noel mini rồi nhé. Chúc các bạn móc thành công, hẹn gặp lại ở những video sau.